Thì sau đây thì mình sẽ bật tắt công tắc trên app ứng dụng điện thoại và cũng có thể bật tắt ở trên công tắc ở đây. Ngoài ra thì sẽ có thêm một tính năng hẹn giờ. Xin chào các bạn, trên tay mình đây là dòng công tắc điều khiển từ xa qua wifi qua app ứng dụng trên điện thoại. Với dòng sản phẩm này thì sẽ được ứng dụng rộng rãi trong gia đình của chúng ta, như là bật tắt đèn này, bật tắt máy bơm này, bật tắt bình nóng lạnh này. Đối với máy bơm thì chúng ta sẽ điều khiển cho thiết bị dưới 750W, và đối với bình nóng lạnh thì có thể điều khiển từ xa cho bình 30 lít và dưới 2500W. Với dòng này thì thiết kế khá là nhỏ gọn và dễ dàng lắp đặt. Một bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm là một công tắc và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng đi kèm. Ở đây, công tắc ở đây sẽ là thiết kế khá là nhỏ gọn, kích thước của nó sẽ khoảng là 3,3cm bình vuông. Với dòng này thì chúng ta sẽ có các cổng đầu nối ở đây là in out là nguồn vào và đầu ra, và có cổng S1, S2 ở đây sẽ là đấu với công tắc tay ở ngoài. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thao tác trực tiếp công tắc bật tắt bằng nút set và cũng là nút cài đặt ở trên công tắc như thế này. Thì sau đây thì mình sẽ đầu nối sản phẩm và kết nối sản phẩm với để chúng ta test tính năng của sản phẩm. Để kết nối công tắc điều khiển từ xa với app ứng dụng thì chúng ta sẽ tải app ứng dụng là app ứng dụng Smart Life về. Thì lưu ý ở đây là chúng ta sẽ bật Bluetooth của điện thoại lên thì chúng ta giúp chúng ta kết nối nó sẽ dễ dàng hơn. Thì ở đây mình đã tải app Smart Life sẵn rồi. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nhấn giữ ở trên công tắc ở nút set này cho đèn LED khoảng tầm 10 đến 15 giây cho đèn LED nó chớp nháy xanh liên tục như này, chúng ta bỏ thế ra. Và chúng ta vào app ứng dụng. Ở đây thì chúng ta sẽ đấn vào, chúng ta sẽ tìm ở đây đang có là app ứng dụng đã quét được cái công tắc ở đây, chúng ta sẽ ấn S và chúng ta sẽ nhập mật khẩu wifi của nhà chúng ta vào và ấn bước tiếp theo. Khi chúng ta kết nối thành công thì chúng ta sẽ ấn hoàn tất. Đây là giao diện khi mà chúng ta đã kết nối thành công công tắc với app ứng dụng trên điện thoại. Thì sau đây thì mình sẽ bật tắt công tắc trên app ứng dụng trên điện thoại và cũng có thể bật tắt ở trên công tắc ở đây. Ngoài ra thì sẽ có thêm một tính năng, đó là tính năng hẹn giờ. Thì chúng ta sẽ có thể hẹn giờ lập trình hoặc hẹn giờ đếm ngược ở đây. Thì đây là hẹn giờ lập trình, thì chúng ta sẽ có ấn vào tất cả các ngày trong tuần ở đây thì giúp chúng ta là sẽ cài đặt một lần hẹn giờ và nó lặp đi lặp lại tất cả ngày trong tuần. Đầu tiên mình sẽ hẹn giờ on ở đây là 17:25 on, ở đây là mình đang lựa chọn on lưu này. Sau đó hẹn giờ off thì chúng ta sẽ tạo một chương trình mới. Ở đây mình sẽ để là 17:30 off thì sẽ giả tích tất cả các thứ trong tuần. Ở đây, chọn ở đây là off và new. Như vậy đây là chương trình là cứ hàng ngày 17:25 bật và 17:30 tắt. Và có một thêm tính năng nữa, chúng ta ở phần setting ở đây thì chúng ta có phần relay status đây. Ví dụ như là chúng ta là khi mà mất điện và có điện trở lại thì thiết bị đang ở trạng thái bật hay đang trạng thái tắt, thì ở đây đang là trạng thái off thì mình có thể chọn sang on. Khi là mất điện và có điện trở lại thì thiết bị sẽ bật ở chế độ on. Và cái mục cuối cùng thì sẽ là khi mà mất điện và có điện trở lại thì sẽ là cái trạng thái mà thiết bị đang bật, nó lưu là cái thiết bị đang hoạt động. Đó. Nếu các bạn cần biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm có thể liên hệ với mình qua số hotline 1900 868663 hoặc để lại comment ở bên dưới